中间，问，bao nhân 3 bằng 9 thì bằng 6. Để chia mà, phải trừ đâu. Ủa, 5 nhân 4, 4 nhân 5 bao nhiêu? 4 nhân 2 bằng bao nhiêu? Đây là nhân mà, không phải là cộng trừ đâu thằng này. Vậy cái trước đâu? 4 x 28. Anh nhớ à? Thuộc chưa? Rồi. Thế sao còn phải dở? Ủa? Em biết nhân, em biết trừ, cộng trừ đâu thằng này? Để này. Mơ à? Cộng nhân chia thì nhớ thành cộng 54 bao nhiêu? Nhớ một kiểu trương chưa? Thuộc lòng chưa? Thầy đang được chia thành nhìn thấy cộng trừ thằng này. Sao trên đây giống thế? Năm chia ba được năm. Năm chia ba bằng năm. 20 chia 4. Giản. Em xài lấy bút xóa một chút. Bố này bạn nó còn thấy bạn tấn đặt à bạn bảo Nam lấy một bao bóng hơn nếu một cục đá đập phát tốc nổ luôn mày mà cháy đâu hết cần nào cần hảo hơn.
Lịch thế cả. Ông bảo bạn Nam đề lại đi, không biết đâu. Năm nhân bốn cho năm chia bốn thôi, nên là chia lên bốn nhân nhân chứ. Năm năm bốn 20 bốn ngoặc 3 thành tự nhiên bạn bảo là cho nước vào bong bóng Mệt quá. xong tụ được đáp số số chào 20 hàn xong rồi khóa trang tiếp viết tiếp Đây. Chu Vi cô giáo dạy chưa? Chu Vi là gì? Chu Vi là cái vùng bao quanh này cộng ba cạnh với nhau. bài giải Đây bên chu vi của hình này thì bằng mấy cạnh này cộng nhau này. Đúng chưa? Mấy kia mười mấy thì cộng vào nào. làm đi Chu vi là cái vỏ ngoài của cái hình học. Ví dụ chu vi của cái thước kẻ này thì nó bằng cái này cộng cái này cộng cái này cộng cái này, bây giờ
thì năm giác thế, ba hình ra cạnh này, ba cạnh này làm sao? Mười cặp không, mười cặp đúng rồi. Dây có bao nhiêu cặp? Bốn cặp. Đây đứng cho cái hình này chưa, ba cạnh ấy cộng với nhau đấy chưa. Đây không phải hình này là hình riêng, hình này nó đưa hình cái diện tích là mình cộng với nhau thôi, cộng ba cái này với nhau nè. Trời ơi chết cha rồi, một trách một nhân chết cha rồi. Sao một trách nhiều bút xuống lau, thích lau gì lau, mày ngu thế, ngồi ngồi vừa cầm bút vừa lau thế là dính nước nữa, xong rồi lại lau, mày không thông minh thế nào nhỉ? Xong chưa? Xong rồi thì cầm bút lên, mày chán thật. Cô chỉ dạy bài này. Như vậy thì thôi, cũng làm, sao bộ cô phải làm? Cô viết bài này không? Bài đồng hồ làm hết rồi. 6 giờ nó tân chưa làm cái này xong bố. Tân chưa làm cái này xong. Làm đồng hồ xong bây giờ số 1 9 6
Xong rồi. Làm bài đi. Làm gì ấy? Làm gì? Không được. Để làm cái gì ấy? Để làm gì ấy? Mình đồng hồ cái gì? Xong bài chưa? Rồi. Để đọc bằng bài của chương muốn nghe nào. Trên số mấy? Từ học hết là từ 1 đến từ 2 đến 9 luôn. Gì? Không có bài nhân chiến đâu. Mấy? Em dở cái sắp chưa ra. Có gì? Đây nè, từ 2 đến 3, đến 4, đến 5, đến 6, đến 7, đến 8, đến 9. Ừ, đến 9. Đến 9 học lớp 3 mà. Học đến mấy rồi? Xong lớp 8. Đọc nha. Ok.
chua chua bạn là nhân 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 sáu thôi, nhân chua bạn nhân sáu sáu 6 lần rồi. Rồi 5 lần rồi. 7. 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 14, 7 nhân 3 21, 7 nhân 4 28, 7 nhân 5 35, 7 nhân 6 42, 7 nhân 7 49, 7 nhân 8 54, 56, 79, 63, 70, 70. Mấy lần này 6 lần rồi. 8, 8 nữa. 8 x 1 bằng 8, 8 x 2 bằng 6, 8 x 3 bằng 24, 8 x 4 bằng 2, 8 x 5 bằng 40, 8 x 6 bằng 8, 8 x 7 56, 8 x 8, 6, 4, 8 x 9, 7, 2, 8 x 2 bằng 6, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, 8 x 5, 40, 8 x 6, 48, 8 x 7, 56, 8 x 8 64 8 x 9 72 80 80 7 chiếc cuối cùng to lên nha. 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 18, 9 x 3 27, 9 x 4 36, 9 x 5 45, 9 x 6 54,
9 x 7 63, 9 x 8 72, 9 x 9 81, 9 x 10 90, 7 1 8. Thế thôi mà đất này. Hết thôi chưa? Ra ngoài chơi đi. Mày đi chơi giỏi. Sợ thật quá. Nặng quá da. Quả ra mỗi phòng bố cái. Mai là phải chụp quần áo. Đi bố chia đi.